Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày mới mình xin chúc cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, vạn sự tốt đẹp, an lành mỗi ngày. Hôm nay mình mời cả nhà cùng với mình đi tham quan chợ 30 Tết ở khu downtown của người Việt San Jose, Cali. Hôm nay cả nhà nhìn xem rất là nhộn nhịp. Hoa được trưng bày trước cổng. Đây là hoa đào vàng. Ở Mỹ hiếm có hoa mai Việt Nam lắm cả nhà. Có nhưng mà là mai tứ húy chứ không phải là mai vàng Việt Nam mình, bởi vì nơi đây là xứ lạnh cho nên Tết về là thay thế bằng đào. Đào màu đỏ, màu vàng. Đây là những nhánh đào, chậu đào được trưng bày. Còn đây là nụ tầm sưng nè cả nhà. Ở Mỹ mình á thì nụ tầm sưng rất là nhiều. Mỗi năm về Tết về là bán nụ tầm sưng là nhiều nhất. Gia đình mình cũng thích trưng lắm, trưng cả năm luôn, nó không có tàn. Rồi cả nhà nhìn xem nè. Quá chừng luôn, hôm nay nhộn nhịp. Đó mà mọi người đang để mua hoa, đang xem và lựa hoa. Còn đây là những cây mai đỏ này cả nhà. Đó, rất là đẹp. Không phải cây đào, đào đỏ. Cây đào đỏ mình quen, nhớ tới mai không? Nhớ mai Việt Nam không? Đây là cây đào đỏ. Hoa đào rất là đẹp. Ở bên đây á, tượng trưng cho mùa xuân là hoa đào. Việt Nam mình là hoa mai. Đó, những chậu đào được trưng bày sau lưng của tượng Nguyễn Huệ. Đó, rất là đẹp cả nhà, nhìn thấy rất đẹp không? Đây là phía trước đó cả nhà. Rồi được một lát nữa rồi chúng ta đi vô bên trong. Đây là hoa hoa ly, bưởi, chuối, đầy đủ hết. Hoa huệ hôm qua mình mua là 11 đô một bó đó cả nhà. Đây, bắt đầu mình vô bên trong. Đây là bên trong của khu thương mại người Việt mình đó. Họ đang trưng bày hai chiếc xe, mình thấy họ làm gì thành ra mình không có hỏi được, là như đang trưng bày để đấu giá hoặc là ra mắt xe mới. Còn đây là gian hàng bán những bao lì xì, hoa trang trí cho ngày Tết, và có kèm theo là bán áo dài đủ loại hết cả nhà. Đây, những cây mai giả này cũng từ Việt Nam mình nhập qua. Đó, bên trong kia là bán áo dài. Rồi ở Mỹ á, là cho đốt pháo tự do, thành đây là đây là những cái phong pháo nè cả nhà. Đêm tối tối nay là giao thừa là vui lắm ở nơi đây nè. Tối nay mình sẽ đi quay cho cả nhà xem cảnh nhộn nhịp á, người Việt ở Mỹ và sự thành đạt của họ. Đây nè cả nhà, đó phong pháo lớn như vậy đó, rất là to cho đốt thoải mái. Mình nó đang ở đây là miền Bắc của Cali, người Việt cũng đông nhưng mà không bằng ở miền Nam Cali cả nhà. Ở Cali có Phúc Lộc Thọ, có chợ đêm mà đông lắm, người Việt ở dưới vui lắm. Mình ở đây thì hơi ít nhưng mà cũng tính ra là cũng giống như cả tỉnh mình á, cũng đông vui lắm. Nói chung là mình cũng may mắn sống được ở nơi tiểu bang này ấm áp, có người Việt nhiều cho nên mới được hưởng được cái không khí Tết như Việt Nam mình. Mình sống đây tưởng tượng giống như mình đang ở Việt Nam vậy đó cả nhà. Đó, đây là khu gian hàng bán mai.
may mũ rồi bắn dép, bao lì xì, lịch cũng Việt Nam mình nhập qua đó. Nói chung khu Việt Nam mình là bán đồ Việt Nam mình không, đa số cũng có bán đồ của ở Mỹ nhưng mà ít lắm, chỉ có mỹ phẩm này kia kia thôi. Còn những hàng hóa là ở đây quần áo là nhập từ Việt Nam qua đó. Đây là một khu thương mại nhỏ đó nè, bán trà rồi bán mỹ phẩm có tên là Angel Beauty Beauty. Đây là gian hàng bán bánh mứt. Gái mình nó vô đây nó kiếm mua bánh mứt để mà chuẩn bị đón giao thừa cho mình. Ghé gian hàng này cả nhà xem, cũng bán rất là đầy đủ. Một phần thì ở bên đây cũng có sản xuất ra làm, một phần thì nhập ở bên Việt Nam qua. Như củ kiệu ở bên đây là có cái tên hiệu là bà Năm Cali đó cả nhà, là chuyên về làm củ kiệu. Mà năm nay hình như là không có. Đây là gian hàng trái cây, bán đủ loại trái cây hết. Có thanh long Việt Nam mình nữa, bưởi thì của Mỹ, của Hawaii. Bưởi ở đây rất là ngọt. Mình ở nhà cũng hay mua bưởi với mua quýt đồ chưng. Nó vừa ngọt mà vừa chưng mình tươi lâu nữa. Cả nhà nhìn xem cái gì cũng có hết trơn á. Năm hổng rài á, bên San Jose Cali nè, bão gió liên tục cả 3 tuần. Nhưng mà đến ngày 27 là hết mưa. Cho nên hôm nay á, Việt Nam mình ăn Tết cũng vui vẻ. Ông trời cũng thương, không có mưa, nắng tốt. Mấy lúc trước thấy rầu, tưởng đâu là kéo dài tới Tết. Nhà tới 27 trời trong xanh tốt trở lại, nắng tốt. Nhưng mà khí hậu cũng lạnh lắm. Đây là gian hàng nước mía với khu bán đồ ăn. Đi mỗi chân người ghé đây ăn với uống nước. Gái mình cũng vào tiệm nước mía để nó order. Mình đi giờ này là buổi sáng á, cho nên ít người. Buổi chiều nay đông mình sẽ đi rồi quay để cho bà con gần xa coi cái sự náo nhiệt đón Tết ở Mỹ. Cũng vui, ấm áp, cũng không thua gì Việt Nam. Rồi cả nhà ơi, bắt đầu giờ này mình ra phía ngoài rồi. Mình tạm dừng video nơi đây. Mình cũng cầu chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc mỗi ngày. Nếu cả nhà thấy video mình hay, cả nhà like, ủng hộ, đăng ký kênh mình nhé, lì xì đầu năm. Mình cảm ơn nhiều. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video sau. Đêm nay mình sẽ quay đón giao thừa ở tại nơi đây cho cả nhà và đồng bào ở Việt Nam xem. Rồi, xin bye, chào tạm biệt cả nhà.